Quý vị thân mến, những ngày qua, tình trạng sạt lở do mưa lũ đã xảy ra tại nhiều quốc gia có biên giới với Việt Nam như là Trung Quốc và Lào. Đặc biệt, ngày 3 tháng 8 vừa qua, mưa lớn đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 8 của Lào, nối tỉnh Bô Kham Sai với tỉnh Hà Tĩnh, dẫn tới nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến đường này bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ của quân đội Lào giải cứu nhiều người mắc kẹt trên quốc lộ, trong đó có 45 người Việt. Cụ thể, một số đoạn trên quốc lộ 8 của Lào bị tắc nghẽn, trong đó có đoạn km 45 đến 66. Nhiều phương tiện mắc kẹt trên đoạn này do đây là tuyến độc đạo. Bộ Quốc phòng Lào sau đó cử đội cứu hộ tới hiện trường để tìm cách đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Đội cứu hộ cho biết có tất cả 45 người Việt trên 22 xe mắc kẹt. Tới tối mùng 5 tháng 8, toàn bộ 45 người Việt nói trên được đưa ra khỏi khu vực. Trong số này, 35 người được đưa về huyện Kham Kẹt, tỉnh Bô và 10 người đã được chuyển tới huyện Khôn Cam, thuộc tỉnh Camone, sức khỏe của họ đang hồi phục. Mưa lớn dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại lớn cho tài sản, hoa màu và hạ tầng của Lào, cũng như làm gián đoạn giao thông tại một số khu vực gần biên giới với Việt Nam. Giới chức Lào đang nỗ lực cứu hộ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Sở Công Chính Vận tải tỉnh Bô Lì Sai ngày 4 tháng 8 thông báo đình chỉ lưu thông hai đoạn trên quốc lộ 8 do sạt lở đất, trong đó có đoạn gần giáp với cửa khẩu cầu treo của Việt Nam cơ quan này cho biết đang tìm cách khắc phục sự cố để sớm thông đường